lễ giỗ tổ sân khấu 2024 tại sân khấu kịch 5B. Mình sẽ lia qua một bàn các gì? Đó, ngày lễ hội của giỗ tổ sân khấu là các anh em chị trong nghề là tụ tập lại là chụp hình. Đó, em mới vuông gì đó. Có ai làm gì đâu? Làm có đụng gì đâu? Chưa đụng gì hết mà. Không ai làm gì hết. Mặt mộc nha mọi người. Tự nhiên luôn. Đấy, tự nhiên. Thì một tí áp không cho luôn. Không cho. Mình là bảo vệ là chỉnh đi, không chỉnh luôn. Được. Em làm một điều tùy. Hợp lý. Mặt mộc đây này. Không có một tí son phấn nào luôn này. Đúng đây. Không có son phấn gì hết. Không son phấn gì hết. Mình ban đẹp.